Năm 1984, con có hỏng một thai nhi. Lúc đó, vì do chưa biết đến Phật Pháp, nên chồng con có gói thai nhi đó vào một cái tã, đem ra bờ ao gần sát cạnh miếu của thôn để chôn. Cách đây 3 năm, gia đình chúng con đã san lấp để làm nhà. Khu nhà đó được chia cho hai người con, và hiện tại bây giờ cả hai gia đình đều gặp trục trặc và cảm thấy bất an ở khi ở trên mảnh đất đó. Nhất là khi ngủ thì thường hay bị rung giường, dựng giường, và còn nghe thấy có tiếng nói rằng trả lại chỗ cho họ, kinh như thế đấy. Đêm thì không dám đi ngủ. Vợ chồng ly dị mà không biết lý do tại sao. Cháu gái của con thì bị bệnh máu trắng. Gia đình đang rất hoang mang, kính mong thầy chỉ cho con biết phải làm như thế nào. Đất thì bờ ao, đất miếu. Đây nói là gì? Trước đây cái ở đó đem ra bờ ao sát cạnh miếu, tức là ở cạnh gì một cái miếu. Chắc là miếu của thôn để chôn. Nay là đem lấp cái chỗ đó đi làm nhà thì thôi. Nhưng mà gia đình thì bất an, ngủ thì bị dựng giường, bị rung giường, bị dựng giường. Cái này tôi nghe, cái này chuyện có thật đấy, không phải bịa đâu. Nghe một cái tôi biết cái này có, vì trong quê tôi ngày xưa tôi cũng biết cái câu chuyện này rồi. Có một trường hợp cũng bị dựng giường, thậm chí thì giường đêm thì ngủ ở trên gì, trên nhà. Nhưng dậy sáng không hiểu vì sao, cả giường cả người thì nằm ở dưới ruộng. Cái chuyện này có thật 100% ở trong quê thôi. Đó. Mà mấy lần như thế chứ không phải một lần. Đó. Rõ ràng lúc đi ngủ thì, mà cái ông thầy đó, chính là ông thầy cúng, nói là cái nơi mảnh đất ở ngay bên cạnh nhà tôi đó, ngày xưa có một cái cây gạo. Cây gạo thề giữa xã trong với xã ngoài họ thề nhau. Và ngày xưa cũng cái năm, năm đó là năm 93, 94 gì đó, 92, năm 92. Có cái ông cụ cũng cái ông thầy cũng rất là giỏi ở trong làng. Ông vì là muốn cho hai làng thì trai gái có thể cưới được nhau, cho ông nên ông làm lễ ông chặt cái cây đó đi. Thì quả thật từ ngày trai gái hai làng, hai xã mới lấy được nhau. Còn trước đây hai làng mà cứ lấy nhau thì chỉ về một thời gian sau, hoặc là chồng chết, hoặc vợ chết, hoặc là bỏ nhau giữa chừng, hoặc là không sinh được con cái. Cho nên đó, dần dần không ai dám cưới nhau nữa. Nhưng từ khi ông cụ đấy, năm 92, 91, 92 ông cụ chặt cái cây gạo đi, thì bây giờ hai làng lấy được nhau. Và các cụ kể rằng trước đấy thì có một cái ông thầy cũng ở cùng xã mà làng dưới, nghe nói là cây gạo đấy rất thiêng. Cây gạo ở ngay trước cửa nhà tôi, nhưng mà cái điểm thì nó ở nhà bên cạnh. Ông cụ ấy nói rằng cái đất đẹp thế này mà không ai dám lên ở. Và ông lên ông làm cái một cái lán ông ở. Ông ở thì đêm đầu tiên ông ở thì nó cũng đến nó dựng giường. Và ông là ông thầy, ông bảo ông không sợ ai cả, ông không sợ gì cả. Và ông đến hôm thứ hai, nó lên gì, nó ru nhà, ru cửa, rồi nó khóc lóc, rồi nó dọa ông ấy, nhưng ông cũng không sợ. Và đến đêm thứ ba, thì ông ngủ, lúc ngủ thì ở trên lán, nhưng mà dậy sáng thì tự nhiên ông ở dưới ruộng. Ruộng cách đó khoảng độ tầm 2, 3, 4, 5, nó khoảng độ tầm 70m đến 100m. Nó bê xuống cái rộc ở dưới ruộng, nó để cả giường cái ông, nhưng không hiểu, không nghe, không biết cái gì cả. Thế đến hôm sau ông nghĩ là chắc là bọn trẻ trâu hay là ai đó, khi ông ngủ say bắt đầu ông lên khiêng ông như thế. Và ông không tin, ông nghĩ là ông làm thầy, ông không sợ. Và ông tiếp tục ông ngủ. Đêm thứ hai bị nó khiêng xuống gì xa hơn. Và đêm thứ ba nó khiêng ông xuống dưới cái ao trước cửa nhà tôi, nó dìm ông ở dưới đó. Và đêm thứ ba ông bị bơi, tự nhiên thấy mình cứ bơi lõm bõm ở dưới nước. Thì ông thì ông chạy mất dép luôn, không dám đến quay trở lại nơi cái đất nơi đó để làm gì nữa. Đó là câu chuyện mà các cụ ở trong quê kể cái chuyện gì ma dựng giường và ma gì đánh nhau với ông thầy cúng ở trong quê của tôi ngày đấy, câu chuyện đó. Đó, câu chuyện ở cái mảnh đất ngay bên cạnh nhà tôi, nhưng gốc gạo thì trước cửa nhà tôi bây giờ đang ở đó, dưới quê ngoại đó. Nhưng gốc gạo thì bị chặt năm 91, 92 rồi, thì từ ngày đó nó cũng không còn linh thiêng nữa. Cái gốc gạo đã mất đi một cái thì người hai làng lấy được nhau và ở nơi đó bây giờ cũng bình thường rồi. Đó, bình thường. Đó. Cho nên cái chuyện này thì tôi nghĩ là chắc chắn là có. Phật tử này nói tôi tin là có cái chuyện là rung giường và dựng giường, cũng như gì? Ngủ đêm thì nghe thấy tiếng nói gì
trả lại chỗ cho họ, hay nó cứ như thế bên tai thì ai mà chẳng sợ. Đến như tôi mà nghe thấy như thế thì 3 đêm thì chắc là tôi cũng bỏ dép, bỏ làng tôi chạy thôi. Đấy, đấy. Nó cứ rên rên rỉ rỉ mà lại trả lại chỗ cho họ, thế thì nguy lắm. Đó là sao? Cái thể có thể đây không phải là cái đất này, không, đất ngay bên cạnh miếu làng, chúng ta biết đình chùa miếu mạo ngày xưa trước năm 1975 á, hoặc năm 45 á, à, thì chắc chắn đấy là đây miếu làng thì đấy là đất của cái vị thần. Nhưng nay thì do thời chiến tranh loạn lạc xong thì chúng ta biết là cái thời chúng ta cải cách thì một thời là giặc Pháp bắn phá đình phá chùa, một thời là cũng chính do cái lúc chúng ta cải cách mới chiến thắng xong, do gì hưng phấn quá cho nên nghĩ là Phật Pháp rồi nghĩ là các tôn giáo, nghĩ là đều là gì là mê tín dị đoan, cho nên chúng ta cũng có một thời gian phá đình phá chùa. Mà sau này là cái thời gian đó gọi là cải cách cách mạng văn hóa đó, cải cách văn hóa đó, chúng ta thấy một thời gian là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đau đầu và phải xin lỗi trước toàn thể nhân dân về cái việc mà cải cách văn hóa, mà một số người lợi dụng cái uy tín của bác mà làm sai cái chỉ đạo của bác mà phá đình phá chùa để làm những cái việc mà để cho đến cái chỗ quá đà đó, cho nên bác phải khóc và phải xin lỗi toàn thể nhân dân cái việc đó, và sau này thì được sửa sai bằng cách là dừng lại cái việc phá đình phá chùa, vân vân đó. Và cái thời đó thì chúng ta biết là có rất nhiều người, kể cả ở Sơn Đông đây này, các vãi thường nói đi nói lại với tôi có cái chuyện là phá đình phá chùa, có cái ông là mấy vị phá đình phá chùa bây giờ gia đình đều khổ sở vô cùng, nhưng có một vài trường hợp phải đi cúng bái ăn năn sám hối lễ tạ mãi thì bây giờ con cháu mới ngóc đầu lên được đó. Mà con cháu bây giờ cũng đặc biệt không dám động gì đến cái chuyện là đình chùa, là sợ không dám động đấy, chỉ có ủng hộ thôi chứ không có dám gì, không có dám chống đối, không có dám phá phách nữa vì sợ rồi đó. Mà nhiều người đều như vậy cả, tất cả những trường hợp phá đình phá chùa ngày xưa cho đến bây giờ dòng họ gia đình đều tan nát, có được cái gì đâu, mất hết, hỏng hết, nát bét hết đó. Đấy, cho nên cái kinh nghiệm bây giờ họ đều sợ như vậy. Cho nên cái trường hợp đất này, cái đất này tôi nghĩ rằng có thể ngày xưa nó cái đất miếu, nhưng do chính vào do cái thời đó thì do chiếm, đến cái chiếm cái vỡ hoang đào ao bây giờ thì từ chỗ đào ao bây giờ lại chiếm để làm nhà, cho nên bây giờ mới có cái chuyện mà rung giường dựng giường rồi nghe thấy cái tiếng bảo trả lại chỗ cho họ như thế. Thế từ khi mà làm cái nhà đó lên thì vợ chồng bỏ nhau không biết lý do gì, hai đứa con là cũng gì, có một đứa cháu thì bệnh máu trắng, cho nên cũng không có tốt đẹp gì cả. Tôi nghĩ là cái chỗ này nên gì, nên suy nghĩ Phật tử này nên suy nghĩ mà trả lại bớt cái phần đất đó đi lại cho việc cái gì? Cho làng họ xây cái miếu, mở rộng cái miếu cho nó khang trang, thì chúng ta thôi ở thì là mấy đâu, ăn sống thì cả đời, chứ còn ở thì cũng không nặng nề lắm, có thể chuyển đến nơi khác mà ở thì nó tốt hơn. Ở quanh quanh như thế này thì làm được đồng nào thì lo chữa bệnh hết đồng đấy, mà gia đình lại bất an như vậy không tốt. Thế nên theo thầy thì thầy khuyên là nếu mà chuyển đến nơi khác để trả lại cái khu vực đất gần gần đó để cho dân làng họ mở rộng cái khuôn viên của cái miếu thờ đó thì là tốt nhất, chứ không phải là do cái vong linh thai nhi chôn kia đâu, vì năng lực của vong linh thai nhi chôn kia chưa đủ gì, chưa đủ để làm những cái việc nó quá lớn như vậy. Đây chắc chắn có cái vấn đề tâm linh cao hơn, đó là các vị long thần thổ địa thần miếu ở nơi đó. Cho nên thì thầy có khuyên như vậy, mà tất nhiên thì cũng nên thì nên phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối cầu siêu cho cái vong linh thai nhi đó, để hồi hướng các vị thần linh thổ địa thần miếu đó. Chúng ta hứa là không xả những đồ bẩn sang bên gần bên miếu cho ấy, những đồ sạch sẽ miếu, và không xây nhà cao hơn gì cái long ngai bài vị của các ngài thờ trong miếu, thì sám hối các ngài xem nếu các ngài hoan hỷ vấn đề chúng ta ở được thì ở, mà êm được thì tốt, mà không thì cũng nên gì nên nghĩ đến phương pháp là chuyển đi nơi khác ở. Tất nhiên không phải dễ đối với người đời chúng ta đâu, nhưng đấy cũng là một phương pháp cũng nên suy nghĩ tới. Còn mạng người thì còn gì, còn tất cả mạng người mà hết đi rồi chết đi rồi thì tất cả đều
đều là không, không có cái gì tồn tại nữa cả. Đó, cho nên thì thầy nên trả lời cái câu hỏi đó như vậy.